Hi, Missy xin chào các bạn. Tiếp tục với phần nhận diện cách phát âm của từ các bạn nhé. Rồi, nhìn vô. Ví dụ, chúng ta biết là hôm nay chúng ta sẽ học cách phát âm của cái mẫu gì đây? O-U-S-E các bạn ha. O-U-S và E. Nếu mà các bạn thấy cái đuôi này ha, thì các bạn sẽ phát âm là gì? Aus. Đây chính là phiên âm quốc tế của nó. A-U, Aus. Ha. Rồi. Quá dễ luôn. House. Chỉ là gì đây? Ngôi nhà ha. House. Cái này sẽ là gì? À các bạn đừng có bị nhầm với con ngựa nha. Con ngựa là o dài á. Horse. Còn cái này ngôi nhà sẽ là gì đây? House. Một số bạn còn đọc là hole. Không phải là hole nhá. Nó sẽ là house. Rồi cái này sẽ là gì? Mouse. Mouse là con chuột ha các bạn ha. Các bạn biết Mickey Mouse. Chuột Mickey đó. Ha. Mouse. Cái này sẽ là gì đây? Blouse. Blur nhá. Rõ blur là blouse. Blouse nghĩa là áo sơ mi kiểu dành cho phụ nữ đó các bạn ha, hay gọi là mình áo blue, mình làm việc mình có áo blue rồi đó, thường là dành cho bác sĩ hay là mấy người làm nghiên cứu nhỉ. Đó, blouse. Còn cái này sẽ là gì? Spouse. Spur các bạn nhé. Spouse. Spouse có nghĩa là vợ hoặc chồng đó. Có thể là husband, có thể là wife, hay cách khác mình gọi là bạn đời đó các bạn ha. Spouse. Huyền rất là thích từ này luôn, spouse. Rồi, từ cuối là từ gì? Grouse. Grouse, từ này có thể một số bạn biết. Grouse có nghĩa là gà gô trắng các bạn ha. Hay nó còn có nghĩa là complaints, nghĩa là kiểu phàn nàn, cầu nhàu, cằn nhằn, kiểu vậy ha. Grouse. Rồi, lại một lần nữa, các bạn nhớ là SE ở cuối. Thấy S thì các bạn cũng xì nhá. Cứ SE, CE thì mình cũng xì thôi ha. Lại nè, house, mouse, blouse, spouse, grouse. Rồi, bây giờ đối chiếu phiên âm. House, đúng không? Lại nhá. House, mouse, blouse, spouse, grouse. Okay, that's all. Goodbye.